Lê Thị Dần tiết lộ có thu nhập khủng sau khi nổi tiếng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức Tinh Túy. Nhớ ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, Lê Thị Dần tham gia Thách Thức Danh Hài năm 2015 và bất ngờ nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Từ một người phụ nữ dân tộc Thái với công việc tay chân ở miền quê Thanh Hóa, Lê Thị Dần bỗng trở thành một ngôi sao nhận được sự săn đón của nhiều bầu sâu, sự yêu mến của hàng nghìn khán giả trên khắp cả nước. Cuối tháng 12 năm 2022, Lê Thị Dần giới thiệu cơ ngơi mới là một căn nhà 2 tầng rộng rãi, bề thế, gần 200m² với tông màu chủ đạo trắng, xanh. Người hâm mộ gửi lời chúc mừng cô gái trăm triệu và cho rằng cô đã đổi đời sau khi bước ra từ Thách Thức Danh Hài. Chia sẻ với chúng tôi, Lê Thị Dần thừa nhận con số làm nhà lên đến tiền tỷ là có thật nhưng bao nhiêu thì tôi không muốn nói cụ thể. Cô cho hay ông xã cô đã tự tay thiết kế và xây dựng trong vòng 7 tháng. Nhà có 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng ăn và 1 phòng bếp. Lê Thị Dần tiết lộ kinh phí xây nhà được cô lấy từ tiền bán đất và các xe đi diễn. Nội thất trong nhà được người hâm mộ tặng khá nhiều. Cô từng bật mí với chúng tôi thu nhập một tháng từ YouTube có thể lên tới 60-70 triệu đồng. Trước đây, hai vợ chồng tôi có mua được 2 miếng đất, tôi bán đi để lấy tiền xây nhà, cộng với tiền đi diễn của tôi nữa. Các xe của tôi cũng cao hơn trước, mỗi show diễn phải được hơn 10 triệu tôi mới nhận nhưng cũng có những show tôi không lấy tiền, hoặc lấy tiền để làm từ thiện. Ngược lại, tôi cũng nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ, đồng nghiệp. Trong ngôi nhà mới này, những đồ vật như TV, bộ dàn karaoke, cây cảnh, tôi được mọi người tặng hết đó, cô chia sẻ. Nữ YouTuber tâm sự cuộc sống của gia đình mình thay đổi rất nhiều từ sau khi cô nổi tiếng. Hiện tại, cô vẫn đi diễn hội chợ, đám cưới, thỉnh thoảng góp mặt trong một vài tiểu phẩm trên YouTube. Kênh YouTube của cô thu hút gần 400.000 người đăng ký, nội dung xoay quanh những chia sẻ về cuộc sống thường ngày, ca hát, tiểu phẩm hài. Xin chúc cho Lê Thị Dần luôn mạnh khỏe để cống hiến thật nhiều cho nghệ thuật, luôn mang lại niềm vui và tiếng cười cho quý vị khán giả. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.